Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm qua đã đề cử ba Bộ trưởng cho chính phủ mới, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Thương mại. Theo đoàn huấn thẩm phán Merrick Garland được đề cử cho vị trí Bộ trưởng Tư pháp, ông là thẩm phán rồi chánh án tòa phúc thẩm thủ đô Washington. Ông Garland cũng từng là công tố viên liên bang đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng tại Bộ Tư pháp và được nhìn nhận là người trung lập, không thiên về đảng phái chính trị nào. Trong khi đó thị trưởng thành phố Boston thuộc bang Massachusetts ông Way, được đề cử giữ chức Bộ trưởng Lao động bà Gani Ramboodh, thống đốc tiểu bang Rhode Island được đề cử làm người đứng đầu Bộ Thương mại bà Ramboodh năm nay 49 tuổi và là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo tiểu bang Rhode Island